Bữa nay cô giáo không tới, buồn quá. Ngày này đâu phải ngày học đâu. Tới anh chị, cô giáo đâu có khùng như mày. Chú Sáu này, con què gì khổ muốn chết rồi. Chú còn biểu con khùng nữa, sao con sống nổi. Ê, bên ăn canh đỡ đỡ vậy đi nha. Hồi chiều ta đi mua tôm khô mà không có nước không à. Mình ăn cứ tưởng tượng như canh phong thủy đi nha. À Tí ơi. Gì? Hôm bữa con thấy cái này đẹp lắm, để con cho Tí coi nha. Thấy cái gì? Thằng này lâu lâu á phát hiện nhiều cái kỳ cục lắm. Cái này nè Tía, cái này có phải là đồ phong thủy không Tía? Thấy nó đẹp quá à. Bữa nào mình để nhà đi Tía. Cái này không phải phong thủy đâu, phong thủy là để con thỏ. Con chuột kìa bỏ. À, hư không à. Thôi không sao, con nít mà chú. Con mày nữa, mày làm chi để cho quăng bể của người ta. Đã làm không có tiền rồi mà còn phải đền, giờ dán được không? Ủa nó có gì trong này nè? Đập ra luôn thử coi, lỡ bẻ rồi. Bột ngọt hả Tía? Sao mẹ ăn? Không phải bột ngọt đâu, cũng không phải xà bông. Cái gì vậy? Mà tùy đó. Ủa? Hả? Đi báo công an đi, đi báo công an đi. Không cần phải báo đâu, công an ở đây rồi. Ủa? Ông Thái, cái chân ông. Ủa thì ra mày là công an hả? Chuyện này mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật, để tôi lo. Ê, hả? Nó nói với mình á là đừng có cho mọi người biết nó là công an. Nhưng tính của mình á sống rất là công bằng, có chuyện gì á mình đi báo công an. Bây giờ mình biết công an, mình phải báo cho dân biết chứ. Chú cũng rảnh quá hả? Người ta là công an chị mà chú báo cái gì nữa. Ờ cũng rảnh thiệt ha. Cứ vậy đi, ăn cơm. Chuyện đã ổn rồi đó anh. Chưa chắc đâu. Sao vậy anh? Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, quá dễ dàng. Tao nghi đang có một âm mưu gì đó. Đại ca đang nghi quá. Thằng Cỏn á, nó quậy quá thì bọn kia phải nghỉ. Đây là cơ hội tốt để anh em mình lấy hàng trong kho ra. Nếu đại ca không tận dụng thì em nghi chắc anh em mình khó có cơ hội quá. Bây giờ trong lớp chỉ còn một mình thằng Cỏn, mình lấy hàng á cũng không gặp khó khăn gì. Cho đến khi bên quỹ ban biết á, thằng Sáu và thằng Vé Số nghỉ làm, chắc chắn họ sẽ cử thêm người đến đó. Anh em mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Thôi được rồi, chúng ta không thể nào chờ thêm được nữa. Tối nay chúng ta bắt đầu hành động. Tối nay thì sớm quá. Phải sớm như vậy thì tụi nó không kịp trở tay chứ. Nội trong tối hôm nay tụi bay phải lo hết số hàng đó cho tao, nghe chưa? Dạ. 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 Nhanh đi tụi bay. Sao trễ quá vậy? Tao đang ngủ. Tụi mày vô lấy hàng đi. À, mệt mày ghê. Giờ này mày kêu tao qua đây, bữa nay học hành gì đó mà kêu. Cái gì vậy chú? Mình đi bắt ăn trộm. Mày điên hả? Nhà Nam Nghĩa có gì để trộm? Đừng có la nữa, đi theo con lát biết. Khổ thiệt mà khổ. Nhà trống mà kêu đi bắt ăn trộm. Nhà chú Sáu gấp rút. Ê, chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Ê, nó chuyển hàng ra kìa. Chờ đã. Ông cửa lên. Cẩn thận đó Thái. Thằng què, mày đi đâu vậy? Đi đâu vậy mày? Thì ra là tụi bay đi ăn trộm mà quên coi ngày rồi. Mày lâu hả? Mày hả mày? Hay quá, công an tới rồi. Vô trong. Vô. Ra đây.
Đi vô. Hay quá. Thứ nào manh động lấy gậy quýnh chết mẹ hết á. À.